cơm khô quẹt nè. Ta gọi kho phụ mẹ thôi. Thank you.
Con mở lên. Mắm hả? Con mở cái nha. Ngon quá rồi. Áp luôn cơm. Quá à. Em có miếng mỡ luôn nè, hột luôn có cái luôn. Quá quá nhiều quá tất cả. Ngon. Ok em. Quá không rồi. Ai biết gì vậy? Thằng quá không? Ngầu quá. Mình thử thách trong vòng bao nhiêu phút ăn được bao nhiêu tô cơm nha. Mới thứ 8 có 1 hạt cơm nữa. Rồi sắp tới bao nhiêu phút ăn bao nhiêu cơm? 2 tô đó. Thấp tô nữa nha. 9 phút 2 tô. Bây giờ mình thêm nha. Ngon. Đưa tủ lên cho chắc chắc rồi. Ngon cả nhà. Quên. Hai câu hỏi đó. Mình có nhà muốn cà theo không? Ngon.
Dạ. Hai tô rồi mấy rồi? Ủa, nãy nó được chưa ba tô? Dạ, tô rồi, tô rồi, tôi đang nhớ rồi, một tô hết. Đấy, chưa hết rồi. Đấy. Trái mà. Ăn cơm mới có ốc đúng không? Mình lấy nhiều trái. Ăn sợn mà cắt câu đúng không? Tối nha cả nhà. Tối này mình mới ít thôi nè, nhẹ quá không hơi ra hơi đấy. Mày hứa thắt với ra gì à? Gì ngạc xung vô gì của ẩm? Được. Thank you.
Tao hay không? Để uống coi cũng hộ nè. Chịu đi đúng tiền không? Chịu đi đúng tiền giá luôn. Không có gì nữa. Hả? Nè. Nhìn không? Chứ mở con bạc ơi, giờ cũng hộ quay con bánh. Tô hết sữa rồi nè, chắc làm được tô đúng không? Bốn tô luôn rồi, tô hết sữa rồi, năm tô luôn. Không quá. Ăn cơm ngủ hộ quá đi nha. Mm.
không? Chưa tốt không? Có bao nhiêu rồi, làm luôn đi cả nhà. Đó, có. Quá lắm rồi. Thôi thật sự rồi, thôi giỏi rồi, mở hết thôi. Ngon quá, hơi sữa luôn đó nha. Còn có miếng này hơi hơi nữa nha. Không phải hết, quá ngực.
ngồi như thế này, không ngồi có luôn như thế này. Quá không? Còn muốn nhét được không? Chưa ngon. Ê, à, xin sữa cho bà chưa ngon á. Giờ bà ăn thêm luôn. Còn quá cả nhà. Cuối cùng cũng ăn hết thịt cơm như cả nhà. Và thịt con liệu này mà lấy thịt cơm nữa. Đây là cả nhà thấy hay hãy cho mình một suất một like một bình luận nha cả nhà. Để mình có động lực mình làm thêm video cho cả nhà coi nha. Mình cảm ơn cả nhà nhiều. Chào tạm biệt cả nhà.